Xin chào các ba mẹ và các con. Nếu các ba mẹ và các con đã tập luyện phần đọc này và hiểu được nghĩa của bài thơ này rồi, đây là lúc chúng ta sẽ phổ nhạc cho nó nhé. Cô Trang Teresa đang suy nghĩ về bài hát The wheels on the bus go round and round, round and round. Aha, mình thử đưa lời bài hát vào cái phần nhạc này xem sao nhé. Toys are lovely, toys are pretty, they give us joy and make us happy. A beautiful doll to rock all day, a cuddly bear to hug and play. A big red ball to bounce and throw, a little green balloon to pick and blow. With lots of toys I like to play, morning, night and the whole day. Cảm ơn các ba mẹ và các con.